bún chú quán ơi. Trời ơi, cái bụng nó vô nữa nè. Ủa? Lẹ. Trời ơi, con mẹ chín với con mẹ sáu. Đâu vậy? Đi ăn. Bữa nay đi chợ nè má. Bữa nay cúng cơm nhà chồng. Sao thằng Thống nó kêu á, đi chợ mua ít về đồ gì nấu cơm, đồ cúng cơm nhà chồng. Sống chết mẹ lâu lắm rồi, mình bữa nay mình cúng cơm cúng bọng gì không ăn được đâu. Lúc sống thì không không cho ông ăn. Lúc giờ chết rồi hết nhang hết bọng. Ôi bà ăn gì quá trời. Mày bà. Cô ăn gì vậy? Rồi ba cô nghe làm như da gà với bà. Làm như kiểu như mình mà cá mồi con gái. Ăn gì kêu đi nó bụng quá. Ba đứa ba con rồi. Bún riêu đi. Bún riêu của em mì mì gói riêu đi. Mì gói riêu bỏ tỏi gì cũng được, cho ăn gì cũng được. Ê, có mùi mì gói riêu nữa hả? Mì gói mì gói riêu. Thôi làm gì đi, làm riêu vô làm gì làm gì được. Ê, mày nói nghe. Ủa, dạo này xui quá má ơi. Làm gì xui? Hả? Làm gì xui? Tao nói nghe, dạo này chồng tôi không làm ăn gì được chứ. Mà xui cái xui cái sao mà tự nhiên cái bánh con này ra con kia. Ủa vậy hả? Cũng khai mẹ chính nè. Tại vì không ai không biết thì bánh còn kêu bánh hồng gà đi liệu. Hồng gà 28 đúng không? Đúng rồi. Bà hỏi ba gà trống gà mái. Bà nói gà trống thì nam chòi nữ sụt. Ủa sao mày? Trời, tôi mua 39. 29. Trời ơi. Vậy đó mà nó ra chịu ra 30. Nói rồi đừng có nghe lại con mẹ này. 30 là con ốc. Ủa tao nhớ mày là tao nói là thấy hai con gà trống mà sao mày nói mày ấy vậy? Hai gà trống sao lúc đầu không nói vậy đi? Hai gà trống mày trồi lên 30 đúng rồi. Thôi đi má ơi, từ con gà trống mà nó ra con cá lóc 30 luôn. Chỉ lại em mà chính. Ôi. Tại gì đó mới nói? Ủa có liên quan nha, có liên quan nha, đừng nói giỡn à. Cái gì liên quan gì? Trời ơi. Gà trống với cá lóc hả? Mấy cái món đó là mấy món mày mấy ông nhậu khoái. Không, mấy cái món đi dành cúng á, cúng bà đó. Để dành lại cúng cho bàn thờ bà đó. Như đâu có tự nhiên cái ồ bàn hay quá, không nhỏ chúng Phật lên này. Đúng rồi, hôm qua bánh gì là chúng rồi không chịu. Bà hay Phật quá, bà hay đổ thừa quá, mày thử cái bữa bà làm mơ bà cho bị gì bị cúng xuống luôn đó mày nói. Ủa, tao. Ai nói trời mày số đầu nha má. Bữa chi em mình Phật lên. Ê, nó nổi ra gà, nó nổi ra gà. Bà cầm linh em, má. Công nhận em bàn hay thiệt luôn. Chứ sao, hôm bữa em đi ngang cây sồi. Cái sồi nó rớt xuống đầu. Cái sồi nó rớt đầu được thường, cái sồi là ở chợ bao giờ cũng có 15 ngàn. Em bánh số 15 luôn. Hay hiểu chúng. Trời ơi, bà tính tới cái vụ đó hay ghê luôn. Thì qua hôm sau mẹ chín bánh xui, chúng. Qua hôm sau là mẹ chín bánh xui. Vậy thôi, mẹ mốt đừng có xin số nữa. Qua hôm sau á, biết sao không? Sòi nó sụt giá còn 10.000 ký bánh 16. Thì nói gì? Bánh số 10 không bánh. Nhắc tới mẹ này ngu dễ sợ. Chồng bánh hoài là gì? Bởi gì? Mày nó nghe nè. Mày là gì? Mày nói bà Tư có kiếm bà đồ nợ gì? Tao làm gì thiếu bả gì mày nội? Trời ơi, cả sớm mai mà không biết bà thiếu nợ bà nội bà giấu nữa. Ôi má ơi, bà bạc gì nữa chứ gì? Bà bạc gì trời? Thấy bà hiền hiền vậy thôi chứ bà gình mới đi chơi mới thua bà bể nợ hoài. Có ai biết? Hôm bữa bể biết nhiêu rồi nè. Bể mà bể. Thôi má. Thôi đi má. Hôm bữa sớm mà cũng biết bà bể rồi má. Bể hụi ra cái trăm mà bà đặt chơi bà đặt chối. Nó nghe nè. Giờ bữa bán nhà nhớ kêu tôi nha. Mày mua hả? Đâu có đâu, tôi bánh số. Ê, bán nhà số mấy vậy? Ai biết đâu hay vậy trời. Bán nhà là ngày xui đúng không? Xui mới bán chứ ai đâu hơn bán. 23. Gì thế, công nhận mày hay vậy cơ. Ê, giờ đâu bán nhớ kêu tôi bánh nha. Bán kêu nha bà nội. Ê, bán chắc là cũng tặng cùng xui dữ lắm với 23. 13, 23. 13, 23. Bao hết. Ôi. Ê, nói tới buồn, nói cái tới buồn, từ gái buồn rồi. Chứ sao gì cũng bể nợ à. Giọng thứ gì biết sao bể nợ à. Còn bà sao rồi, dạo này sao? Trời, tôi thì cũng bình thường thôi. Tôi hả, bữa này cặp ông này, bữa kia cặp ông kia. Kiếm chút đỉnh, chút ra hấp vô. Ôi, bà cặp hết sớm luôn đó. Thôi má ơi. Lấy chồng tôi ra cho bà nội. Trời ơi, chồng em mà không thấy chị ăn luôn, bà khùng quá. Mà hên xui. Làm như mình đẹp. Nếu mà kẹt quá thì cũng hốt mới chứ. Nói đó gì bà nội? Tôi chọt cái hai chiếc đũa vô tao mũi mày. Khỏi nó kẹt quá đừng hốt đi. Bữa tao thấy rồi, liếc con mắt là tao biết rồi. Thôi đi mẹ ơi, đói bụng quá, nhanh đi chơi. Lẹ mà. Kìa, ta tới kìa. Nghe đũa nè. Rồi, cái mặt riêng của em ra chứ, cái gao đi. Cái này bún của bà rồi. Ôi giờ hấp dẫn quá ha. Lấy mắm tôm luôn nha. Cái gì miếng mắm tôm má. Mày liệt hả? Đó. Trời ơi, giờ lấy chị em lấy giùm chứ mà mệt khó ăn gì không biết nữa. Chân tao tới rồi, tao lấy. Mẹ ơi, con mẹ này khó ưa dữ lắm trời. Từ lúc bà bể nợ tới giờ bà khó ưa ghê luôn liệu. Bởi vậy mới nói. Trước sau gì cũng bể nữa à. Cái miệng bà dữ lắm á. Cái miệng bà. Mày nói nghe nó ăn đi. Rồi á, đưa cho ta đi, tao đũa gì cũng được nè. Coi được á. Đây, mì riêu của em. Ê mà canh với bít sao nữa rồi. Cái gì? Canh với bít sao nữa rồi. Hai đứa gì tay rồi bá ơi. Cái gì? Quýnh lộn mày gì đây. Trời trời, mùi lắm. Nghe gì hả? Không. Con bít giật chồng người ta, bị người ta quánh vì cô vợ sâu đầu quánh. Thế nào đi đâu mấy bữa đó. Tao nói mày nghe, sợ nghe mà cái máy tóc một cái một nha. Tao nói nó chùi lũi y chang như là chó ghẻ luôn. Bà tương lai bà đi miệng bà đó. Bà đi cắt mà không nhận ghê vậy trời. Ở nhau 15 năm mày đó.
mà đùng cái là chia tay, đùng cái chia tay. Vậy mà hãy ra đường hạnh phúc, nắm tay nắm chân làm như bà nói người ta nhau. Vậy với bà với ông Năm sao? Thôi bà giặt đi đó xì 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 thì không hợp. Không hợp gì, bà cũng vậy, cũng hợp gặp hai ba ông, ba ông Năm cái bỏ kệ, ba ông này, cái tôi bỏ kệ. Ba ông mà có... nói trời ơi thấy ghê thì cho cậu cái ôm ơi. Cô ơi cho con tôi muốn yêu cô ơi. Ê, hiểu, 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 hiểu. Trời đất, Khánh thằng thương đụng ơi, mấy nay chủ cả ta đi ăn uống riêu nữa. Ủa, chủ cả mà muốn riêu ăn gì bà nội? Đi nhà hàng rồi đó. Trời ơi, khóc lên quá trời mà. Dạo này thầu đề mà. Thầu lên khóc lên quá trời luôn. Ê, nói nghe nè, Hiếu. Dạ. Chị này quánh cô, quánh cho chị... Chị quánh cô gì vậy ta? Mà bố nói nghe nè, bún riêu với số mấy ta? Bún riêu là bún riêu cua đúng không? Cua cua. Con cua là 8 cẳng 2 càng. Rồi 8 cẳng 2 càng, quánh 82 đi má. Trời ơi hay vậy bà. Ừ 82. Vậy thôi chơi đi 82 đi, kêu nó đi. Ờ mà nó nghe nè, mà khoan đi. Để coi bà nấu bún riêu cua mà nấu con cua được hơn cua cái nữa. Ê cô, nếu mà cô nấu bún riêu cua nè, cô nấu cua được hơn cua cái vậy? Cua được đó con. Cua được hả? Cua rồi được. Ok. Ê cua được. Là nam trời nữ sụt 82, cô được là trời lên 83. 83. Hay bà ơi. Kêu nó đi kêu đó. Kêu em nó nghe nè, ghi chị 83 đi nha em. Okay, nha, bao hết đi chị. Ừ bao ok. Ừ. Trời ơi mấy bà thấy nổi mà mấy bà ăn mà mấy bà còn bàn số được nữa. Bình thường mà em nó nghe là thiếu nha, chiều qua cho tiền. Cái gì thiếu trời, chị ơi, ở đây chơi sòng phẳng đi chứ thiếu gì. Bà đeo vàng đỏ tay chứ mà còn thiếu nữa. Trời cái này đeo là có lệ tâm nổi vàng xì á. Nha, 100.000 chiếc nha. Thích không chị bán lại cho 100.000 chiếc. Kệ đi, ghi cho nó đi. Cái vàng xỉa không mà. Có trả tiền bún cho. Ghi cho Hiếu chịu trả. To bà khỏi đi. Không có thiếu gì hết trơn á, bà thiếu tôi nhiều rồi. Thì mấy mốt thì chị trả cho, chị có giật em đâu. Bây giờ hả, cái sổ nợ của bà hả là dài từ hả cái đầu chợ á sang cuối chợ ngoài á, rồi ở đây mà tôi ghi thiếu cho bà nữa. Trời ơi, chị trả cho. Ừ. Giờ chúng ta trả cho ông nội. Ủa mà lỡ mà chị không trúng sao, ai trả tôi? Mấy thêm cái miệng mà đi. Giác cái miệng mà ngậm miệng đi. Nó chưa quánh đâu mà chị nó không trúng rồi. Ớ thèm luôn. Ừ, chịu trúng trả cho thằng nội. Rồi, nha. Bà giết hả, hết sống nổi luôn. Ê mà đứng nghe rồi bà là sao rồi? Rồi có bà có lo bà trả nợ được chưa? Nợ nần gì trả thì cái chuyện đó từ từ. Bà nội, thiếu nợ tao mà làm như là gì vậy? Từ từ trả. Trời ơi là trời, nó mướn giang hồ lại ở bích sử bà đó. Trời ơi là trời, người ta mướn 10 cái mạng nó cũng dám nữa. Thôi cái mẹ. Mạng nó không dám mướn nữa. Quá trời quá đất. Bà ghen quá. Ừ. Cái miệng mà bu ba bữa giang hồ chạy lại trốn mất tiêu. Được chưa? 72 kế thượng sách. Chạy là thượng sách thôi. Giờ mình gác mình nhây vậy đó. Bà nội ơi già cả rồi. Ê. Bây giờ chạy coi nổi nữa. Nghe nè. Gì? Lát trả tiền giùm tôi thiếu vậy. Tiền đâu trả mẹ. Ê đi ăn sáng không đem tiền hả? Ừ. Bà ngủ tôi đi mà. Giờ thôi liệu trả đi em. Mơ thằng. Tiền trả má. Đi ngày mai chị trả cho. Ừ. Chị em nhau không mà trời. Là đi em chị em mới tiền bà không chị em. Mà nói trả đi má. Tiền không có ăn nó trả cho bà tốn kêu. Chiều nay tôi quýnh bài tao phất lên rồi tao trả lại cho. Bà quýnh là cũng xui. Chiều nay dám giờ bà bán nhà giờ. Cái miệng mày không á. Nó nói đúng bà. Không mà tao cầm nhà rồi. Cái nhà cũng đem đi cầm nữa. Cầm rồi. Rồi ông Bảy biết sao? Không biết không. Ông cứ đù có ngày không biết gì. Em mà dặm chồng bà khờ khạo quá em. Bị bả dắt mũi hoài à. Không hay. Mấy người khờ dắt luôn chạy đó má. Bà ổng đi gặp người ta tao cười xỉu quá trời ơi. Gặp gì nữa, có con gơi rồi gặp nữa. Có 10 tuổi rồi. Cái gì? Ê ổng, ổng gì mà còn mạnh dữ vậy? Bạn trai 10 tuổi. Bởi vậy bây giờ tao hó hé ra, tao nói cái gì ra ổng không dám hó hé, tao nói gì ổng không dám hó hé. Rồi má ơi, dưới kèo đó, thấy chưa, chị nói em gọi bà Liễu đâu có tin. Nói là ổng Bảy hiền. Ê chị bằng mày cũng dữ dằn quá ha. Chị nói. Ôi mà vui ha. Cái cười đó nó cười muốn xỉu. Còn ừ. Táo này nha, bớt. Ăn lẹ mấy má ơi, có ba tôi bốn mặn từ hồi tháng tới giờ 8 giờ tới giờ 4 tiếng hồ mấy má. Trời ơi trời, từ chứ cô. Ăn bún bán mà chứ ăn dẹp nữa má ơi. Dọn dẹp thì dọn dẹp, ăn bún từ từ, ăn chứ ăn bún bán làm gì quạo. Ăn nha, ăn gấp người ta bội thật rồi sao. Ờ buông bát khó khăn quá à. Ăn cũng phải tiêu hóa từ từ chứ làm gì. Một ngày trời hả. Cái này ta ăn chưa xong mà thấy người ta ăn chưa xong không trời. Đang ăn mà nói gì vậy. Mở quán mà làm ăn gì? Chiều hả? Ăn tới chiều hả? Mở quán mà làm gì mà không cho ăn? Từ từ ăn chứ trời. Ừ. Con lại mấy mẹ mà lần sau mấy mẹ đừng ghé quán con giùm con nha mấy mẹ. Trời ơi, buôn bán chơi buôn bán mọc cho trời. Ơi, kỳ cục kỳ hòm vậy trời. Thôi thôi. Tính tiền đi. Tiền đi về. Nhiêu tiền? Nhiêu tiền?
75 ngàn. Cái gì 75 ngàn? Trời ơi, hôm bữa một tô nhiêu? Tô nhiêu? 25 ngàn. 25 ngàn, hôm bữa bán 20, bán 25 ngàn. Hai cục giò chà bá luôn. Rồi, bá ơi. Ai mượn hai cục giò, ta kêu bún bún bình thường, ai kêu hai cục giò hồi nào. Thôi thôi, trả cho bả lại 75 ngàn đi. Lên dạ. 75 ngàn. Chờ bà trả giùm đi, rồi xíu về đưa cho. Rồi, chút về trả lại nghe. Nè, 75 ngàn nè. Cái gì nữa hả má? Má lấy rau gì nữa hả má? Tôi thì rau thì ăn bún riêu. Thì bây giờ nãy giờ tôi không ăn rau, tôi đem rau đem về. Đúng rồi. Ừ. Anh thủ vợ mấy má, lần sau mấy má định chế con nghe. Ừ, là sao đang nghỉ không ghé nữa. Hả? Ừ. Ơi. Hại mấy má. Ừ, đi đi. Bán gì kỳ cục. Kỳ cục, kỳ khôi. Thì đi về đi. Mua bán mà khó khăn quá à. Ôi, để lần sau đừng ghé mấy con âm binh ơi. Trời ơi, sao đang nghỉ có bị lại, tôi dưới chân lại lên nó mới tôi ghé chưa nữa. Khó khăn quá à. Bán bún riêu là cái mặt ác ghê luôn trời. Ừ. Thầy mà nó nghe nè. Trời ơi, qua nhà mẹ sáu đi tiếp đi, đi bác, qua nhà tôi kể tiếp. Trời ơi, xài là uống cài. Ê, xem. Tính chiều này nấu gì vậy? À, nấu gì? Uống cơm cho chồng vậy á? Ờ, uống cơm gì? Sao mày nói tao á? Chích mẹ không? Chích... Bây giờ 6 giờ thì... Bây giờ 1 giờ mấy rồi? Nhiêu? 1 giờ mấy rồi? 1 giờ mấy? Ờ. Chết mẹ không, bây giờ tự nhiên đóng cơm về chồng cho mình không quên. Cũng cũng tại bà. Tự nhiên tại tao. Không có nhiều chuyện làm gì bây giờ, kêu giờ 6 giờ. Đánh rồi, con này nó vô duyên vậy ta. 8 giờ nấu, bây giờ 11, 1 giờ rồi. Ừ. Chết mẹ không vậy. Mày có nói tao mấy giờ đâu. Chồng nó quánh thấy má tôi luôn. Trời ơi, cha ai khi mà nhiều chuyện không biết hả. Mà công nhận chuyện nó vui. Con nói này nó nhiều chuyện biết rồi. Chồng ơi, vợ về nè chồng ơi. Mày đi luôn đi. Gì vậy anh? Anh cái gì mà anh? Sao vậy? Mày sao? Sáng nay đám cúng cơm già ta. Sáng tôi đi kêu mày đi mua chợ, đi chợ mua. Mày đi 8 giờ. Giờ này 2 giờ chiều mày mới về rồi. Nấu cho ai ăn hả? Em quên. Quên gì mà quên? Ngày cúng cơm mà cũng quên nữa. Em hứa mà cúng cơm đằng sau không có làm gì nữa. Khỏi hứa đi. Mày đi luôn với tao đi. Không có cúng cơm đằng sau gì chứ. À chồng ơi, ở cửa rồi, đâu rồi. Đi đi.